sinh ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dương dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Gương hiếu thảo. Nước Lỗ thời Xuân Thu. Lão gia, tôi xin ông. Trời ơi, đừng có nói nữa, ta đang cần tiền. Ông tha cho tôi đi. Mau đi đi đi. Xin ông đó lão. Ê, gia. Cô, lão gia. Ơi. Ông tha cho tôi đứng đi. Lên, đứng lên, đứng lên. Tôi cầu xin ông đó. Gì vậy ta? Cô coi cô khóc giữa đường giữa sáng kiểu này. Người không biết còn tưởng đâu ta đang bắt nạt cô. Thanh Liên à, cô nghĩ kỹ lại đi. Chính ta đã bỏ tiền ra, nhà của cô cũng là ta chôn cất. Khế ước bán thân này cũng là do cô tự mình ký. Cô nói coi, giờ tới lúc ta cần cô lại nói không làm. Cô xem tứ gia ta là cái gì. À, đi 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 đi. Chứ gì tướng công thúc cha, tôi cầu xin mọi người, tôi cầu xin mọi người xin hãy phân xử giùm tiểu nữ. Khế ước viết rõ tôi chỉ làm công không bán thân, nhưng mà lại gia không chịu nói lý lẽ. Ông ấy một hai rồi bán tôi đi. Nếu như là ở nước Lỗ thì dù làm trâu làm ngựa Thanh Liên cũng cam lòng tình nguyện, nhưng ông ấy lại đòi bán tôi sang nước Tề, bắt tôi làm quan kỹ. Làm kỹ nữ, cầu xin mọi người hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Ê, cô cũng giỏi ăn nói lắm đó nha ha. Lúc ta bỏ tiền chôn cất cha cô, sao cô không nói gì hết vậy? Lúc đó ký vào tờ khế ước bán thân, sao cô không lên tiếng? Bây giờ cô hối hận rồi hả? Ta nói cho cô biết, ta đang giữ khế ước bán thân của cô ha. Ờ, cho dù công hầu khanh tướng tới đây thì cũng không làm gì được. Đi, cô không có quyền quyết định. Đi. Ê, tử gia. Ê, nè, trọng do không liên quan tới người, tránh ra. Tử gia, giữa ban ngày ban mặt bộ ngài không sợ trên đầu ba tấc có thần linh sao? Có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói. Sợ thần linh gì chứ? Ta có khế ước bán thân của cô ta. Cô ta tình nguyện mà. Tôi không có. Ê, tử gia, nếu như tử gia đồng ý thì hôm nay trọng do sẽ nói lý lẽ với những người ở đây, ngài thấy thế nào? Đúng vậy, đúng vậy. Có cái gì để nói, người nói đi. Tin rằng tới bây giờ mọi người cũng đã hiểu câu chuyện. Tứ gia đang nắm giữ văn thư sinh tử, còn Thanh Liên thì thấy rất là thiệt thòi. Nếu tứ gia dựa theo văn thư đưa Thanh Liên đi thì là một chuyện rất hiển nhiên. Mọi người nói có đúng hay không? Đúng rồi. Chứ gì nữa. Ê, trọng do, người nói đúng lắm nha. Ta có văn thư, người xem đi. Có phải khế ước bán thân không hả? Xem đi. Khế ước bán thân, Thanh Liên tôi vì cha bệnh nặng qua đời nên bán thân chôn cha. Văn thư không sai, tứ gia quả thực rất có lý. Không sai chứ gì. Ờ, có lý đi khắp thiên hạ mà. Đi thôi. Ê, khoan đã. Ngươi xong chưa vậy hả? Còn chuyện gì nữa? Tứ gia, trọng do mong tứ gia tâm tư. Mắc mớ gì ta phải nghĩ lại. Văn thư này đích thực là kêu Thanh Liên làm trâu làm ngựa, nhưng mà mấu chốt là văn thư này rất có vấn đề. Vấn đề? Có vấn đề gì chứ?
Địa điểm được viết ở trên giang thư này là ở nước Lỗ chúng ta. Đúng vậy. Ủa mà nói vậy là sao? Nước Tề luật pháp nghiêm minh, quan kỷ là do quan phủ điều động chọn lựa, nghiêm cấm người nước khác buôn bán người ở nước Tề, tranh giành lợi ích, cướp miếng ăn với quan phủ. Tứ gia kiên quyết tới đó, nếu như bị ai đó kiện cáo lên quan phủ của nước Tề, phải đó, phải đó, ngài sẽ mất nhiều hơn được đó. Nè, nhưng ta cũng không thể tốn tiền vô ích được. Hay là ngài tới thị tứ gần đây tìm chỗ làm công nào đó, bán giang thư lại cho người khác trong thời gian còn hiệu lực. Tứ gia vừa có thể được tiếng là người tốt, vừa tránh được tai họa ngục tù. Hả? Ở trước mặt các vị hương thân cũng xem như là tứ gia đã làm việc thiện có công lao rồi. Đúng rồi. Tứ gia, cái này là nhất cử lưỡng tiện. Phải đó. Người nói nghe cũng hơi có lý. Được không đó? Các vị, trọng do giải quyết như vậy, mọi người cảm thấy như thế nào? Hay lắm. Tứ gia, không nên làm trái ý dân. Ê trời ơi, chỉ có ngươi nhiều chuyện. Được, cứ làm vậy đi. Cô nương, đi đi. Đa tạ. Đi. Thôi. Thời niên thiếu Trọng Do thành danh ở nước Lỗ, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục kể lại câu chuyện của ngày ấy. Nhị thập tứ hiếu, tập giác gạo trăm dặm. Đúng là gặp được chuyện vui sung sướng vô cùng ha. Ê chà, hôm nay cũng may mà có tên tiểu tử Trọng Do ha. Nếu mình không gặp hắn, nói không chừng mình bị tống giam vào trong ngục, giờ thì khỏe rồi ha, vẹn cả đôi đường, lại còn được tiếng là người tốt ha. Ê chà ơi. Hả? Không đúng. Sao đếm kiểu nào vẫn thấy thiếu một đao tệ vậy? Hey, bị tên tiểu tử Trọng Do lừa gạt rồi. Hey, lại tới mình mắc mưu của hắn khi nào vậy? Hả? Làm ta mất một đao tệ được, ta sẽ bắt ngươi đền gấp đôi. Ngươi không sống với ta đâu. Cha, mẹ, con về rồi. Tiên sinh à, tình hình cha mẹ của tôi như thế nào rồi? Trọng Do, cha mẹ cậu vất vả cả đời. Bình thường thì một ngày ba bữa, thức ăn chỉ toàn là rau cải, vì vậy ăn uống không đầy đủ, tổn thương nguyên khí nên dẫn tới suy nhược. Xin hỏi tiên sinh, bệnh này trị như thế nào? Chủ yếu nhờ vào ăn uống để điều dưỡng. Đồ ăn nhất định phải ngon miệng quen thuộc. Thí dụ như cơm trắng, cơm sau khi nấu xong phải tơi xốp thơm ngon, cộng thêm một ít thuốc bổ để điều dưỡng. Nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ có thể thay đổi tình hình đó. Trọng Do đa tạ tiên sinh. Cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bệnh này tuy rằng không nặng, nhưng sẽ kéo dài lâu ngày. Một ngày thì được, nhiều ngày trôi qua có kiên trì được không? Năm này qua năm nọ có kiên trì được không? Trọng Do à, con đường của cậu còn dài lắm. Cha mẹ là cha mẹ của mình, đường cũng là do tự mình đi. Chỉ cần tôi còn một hơi thở thì cứ đi tiếp là được. Cha, mẹ à, ăn cơm thôi. Cha từ từ. Được. Cha ngồi đi. Mẹ ngồi được. Đi.
con cũng qua ngồi đi. Dạ. Ủa? Cha, toàn là những món cha thích ăn. Tử Lộ à, hôm nay là ngày gì vậy? Sao mà thịnh soạn vậy con? À, cha, hôm nay á cứ coi như là hài nhi thăm ăn, cả nhà chúng ta cứ ăn cho thoải mái. Con đó nha. Được, ăn. Dạ, con mời đi. Cha mẹ. Ăn nào. Con à, ăn cơm dạ, đi. Đây con gấp cho cha nha. Tiệm cháu Minh Quả. Này, trọng gió à. Con đang giá cái gì vậy? Con đi ra thị tứ đổi lấy ít bắp đem về. Ồ, cả một đoạn đường xa con cứ vậy mà dắt về à? Dạ phải, thúc phụ cũng biết rồi đó. Con thường ở bên ngoài, phụ mẫu thức khuya dậy sớm. Hôm nay con muốn phụ mẫu được ăn uống ngon hơn. Ồ, là vậy sao? Hay là con cứ đem con cá này về luôn đi, nấu thành món ngon cho cha mẹ đồng bổ. Thúc phụ à, con quý thay tấm lòng hiếu thảo của con, cứ đem con cá này về nấu bữa ngon đi mà. Nhưng mà thúc phụ trời ơi, đừng có nhưng nữa mà. Đừng xa xa xôi, con mau về đi và chăm lo cho cha mẹ của con hả? Cẩn thận, nhớ đi được, cẩn thận đó. Dạ, đa tạ thúc phụ. Cẩn thận dạ. Ngoan lắm, đúng là một đứa trẻ hiếu thảo mà. Cha mẹ, ăn mau cho nóng. Cha, cha có sao không? Không sao, con cũng ăn đi. Mau ăn đi. Cha, có chuyện gì vậy? Hôm nay là sao? Hả? Lãng phí quá đi. Cha mẹ có việc ăn ngon là được rồi. Trọng Do à, cha với mẹ của con không cần phải lo, đừng làm lỡ việc của con mà. Cha, hài nhi á tự biết cân nhắc, cha cứ yên tâm đi ha. Con à, con ra ngoài học hành không dễ dàng gì, cha mẹ ở nhà cực khổ vài ngày không có đáng là gì hết. Mẹ cứ yên tâm đi, con không sao. Hai người ăn nhiều vào. Trọng Do à, con đó, qua tới bên đó ráng mà theo tiên sinh học nghe con. Con phải học cho thành tài, làm rạng rỡ tổ tiên, làm rạng danh dòng họ. Con phải ghi nhớ cho kỹ đó. Hài nhi xin ghi nhớ lời dạy dỗ của cha. Đây, cha ăn đồ ăn đi. Cha, mẹ, con có việc nên ra ngoài một chút. Con đi rồi về ngay. Nào. Trọng Do à, con đi theo tiên sinh, ráng mà học. Phải học cho thành tài, sau này để tổ tiên nhà chúng ta được nở mặt nở mày. Con nhớ phải nghe lời cha nói đó. Cha cứ yên tâm đi. Cha ngồi đi. Thưa cha, thưa mẹ, con đi trước nha. Đi, mau đi con. Dùng đất chỗ tiên sinh dạy học, hạt gạo rất thơm ngọt. Từ hôm nay trở đi, mình sẽ đi hơn trăm dặm đem gạo về cho cha mẹ ăn. Hey, Trọng Do, hơn cả trăm dặm đường, cậu định vác kiểu này về nhà hay sao? Dạ phải ông chủ. Đâu có bị sốt đâu. Ông chủ, chào ông.
Trọng Gió. Ê, đứng lại. Tứ gia, ngài sao vậy? Ngươi con ngươi là tên thư sinh, sao không cố gắng mà học hành? Ngươi nhìn coi vợ ngươi thành ra cái gì rồi hả? Do cha mẹ có bệnh trong người nên tôi tới mua gạo ngon cho cha mẹ ăn. À, thì ra là vậy. À, vậy tứ gia có cần căn dặn gì hay không? À, đâu có gì đâu, mau đi về đi ha, để tao phụ ngươi. Đây này 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 nè, từ từ nha. Đã tạ. Từ từ. Ê trời ơi, đúng là hiếu tử. Ủa, sao vậy ta? Mình là chủ nợ, mình đi đòi nợ hắn mà, sao mình phải khách sáo với hắn chứ? Ê Trọng Gió, đứng lại. Giá cái bao nặng mà đi cũng nhanh dữ. Cha, mẹ, ăn đi. Trọng Gió à, con mới đi không bao lâu, sao con lại quay về nhanh vậy hả? Từ hôm nay trở đi, ngày nào con cũng về nhà. Cha của con với mẹ con không sao đâu, con đừng đi tới đi lui như vậy nữa, biết chưa? Cha, nhà này là nhà của con, cha không thể cấm con không cho con về. Cha của con chẳng qua chỉ muốn con yên tâm làm việc riêng, không cần lo cho cha mẹ. Mẹ, con không sao. Thôi được rồi. Chuyện khác thì cha không can thiệp, nhưng mà nếu như con lơ là việc đại sự, vậy thì cha sẽ không tha cho con đâu. Hài Nhi ghi nhớ giáo huấn của cha, xin cha yên tâm. Mau ăn đi, cơm canh sắp nguội rồi. Dạ. Nào, cha ăn nhiều vào. Người này là Trọng Gió mà. Tứ gia, nói đi, gánh củ này ngươi bán bao nhiêu tiền? Tứ gia, không nhiều, nửa bình hạt bắp. Nửa bình? Trời ơi, tên thư sinh này ta thấy ngươi đọc nhiều sách quá rồi ha. Ngươi không ở nhà, không biết gạo củi mắm muối rất mắc, nửa bình hả? Bằng 10 gánh củi của ngươi đó. Tứ gia, ngài gạt tôi. Tứ gia ta mở tiệm chỉ một giá. Được, 10 gánh thì 10 gánh, tôi gánh tới là được chứ gì. Ê,
Tiệm gạo Trương Thị. Hả? Trọng Do, của này tất cả đều do ngươi gánh hả? Dạ phải ông chủ, là do Trọng Do gánh tới. Nhiều chuyện, ta hỏi ngươi sao? Đi, đi lấy nửa bao gạo ra đây. Dạ. Trọng Do à, ta nể tình ngươi là hiếu tử, cho nên ta cho thêm ít gạo ha. Tôi xin đa tạ. Ừ, cầm lấy đi. Cha ngồi đi. Ngồi đi. Mẹ, mẹ ngồi đi. Cha, mẹ, cha mẹ ăn trước đi. Con à, con ăn chưa? Mẹ, con ăn rồi, cha mẹ ăn đi. Ăn thật rồi sao? Mẹ, có bao giờ con gạt mẹ đâu chứ. Vậy được, vậy cha mẹ dùng bữa nha. Dạ, mẹ ăn đi. Do à, chân của ngươi bị thương rất nghiêm trọng, giờ vác nhiều lương thực như vậy, đường xá lại xa xôi, liệu có ổn không? Tư gia, thời gian mà chúng ta có thể hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ sẽ giảm dần theo từng tháng từng ngày. Nếu bây giờ chúng ta không mau chóng phụng dưỡng thì sẽ hối tiếc suốt cả cuộc đời. Nếu như chúng ta không thể tranh thủ thời gian ở gần bên cha mẹ để hiếu thảo với họ, thì đến khi ngài muốn báo đáp công ơn của cha mẹ e là đã trễ. Khi cha mẹ vẫn còn ở trên đời thì chúng ta nên hiếu thuận nhiều hơn. Không nên chờ tới lúc hối hận không kịp nữa thì mới nghĩ tới nỗi đau mất mát cha mẹ. Ê, Trọng Do, ngươi chờ ta một chút. Đây, hãy cầm lấy số tiền này đi. Tôi không thể nào nhận. Ê trời ơi, ngươi lấy đi. Tứ gia ta tuy là lưu manh nhưng cũng không phải bất kính với hiếu tử. Số tiền này ngươi cầm đi, bốc ít thuốc với đồ bổ cho cha mẹ, để cha mẹ ngươi mau chóng khỏe lại. Ngươi mau đi đi. Trọng Do đa tạ tứ gia. À, được rồi, ngươi đỡ lên phụ hắn nha. Đa tạ tứ gia. Nhớ cẩn thận đó. Lão gia, cái đống này đi đâu vậy? Thăm mẹ ta. Trọng Do là người con hiếu thảo, nhưng lúc mẹ còn sống, ráng về quê thăm nhiều hơn. Vài bữa nữa ta cho ngươi nghỉ phép, ngươi về nhà thăm cha mẹ đi nha. Đa tạ lão gia. Nè, Trọng Do.
có chuyện gì vậy? Chuyện của huynh ta đã nghe nói. Huynh đúng là đại hiếu tử mà. Hiếu kính cha mẹ là chuyện chúng ta nên làm, không đáng nhắc tới. Sau này có gì cần thì cứ việc nói, đừng có ngại ngùng. Đa tạ. Nhờ Trọng Do thường xuyên vác gạo trăm dặm và chăm sóc chu đáo nên sức khỏe của cha mẹ ngài đã tốt hơn. Sau đó Trọng Do đi theo tiên sinh học một năm. Ăn từ từ thôi. Cha, mẹ, con trở về rồi. Con ơi, con ơi, con ơi. Mẹ. Con ơi, con. Cha. Tốt, trở về rồi. Trở mẹ, về là tốt. Mẹ. Con ơi. Con ơi, con trai. Mẹ. Con về tốt rồi. Con trở về rồi. Con ơi. Cha, mẹ, Hài Nhi ăn rồi. Cha mẹ cứ ăn trước đi. Con đang làm dở ở bên ngoài, con ra ngoài trước nha. Trọng Do. Cha. Cha hỏi con, khoảng thời gian này con không đi theo tiên sinh làm việc, thật ra con đang làm cái gì? Cha hỏi Hài Nhi, Hài Nhi không dám không trả lời. Khoảng thời gian này Hài Nhi không có làm gì hết. Đồ bất hiếu, quỳ xuống cho cha. Con, thật ra con đang làm cái gì hả? Hả? Mấy hôm nay Hài Nhi xin tiên sinh cho nghỉ phép là vì muốn về đây ở bên cạnh cha mẹ. Ngươi đại nghịch bất đạo mà. Bà mau, mau lấy cây roi ra đây cho tôi. Ông đi mà. Đi. Thiệt tình, cả nhà này vất vả cực khổ nuôi con ăn học, không phải để con đi đi về về kiểu này. Thật ra con đã học hành tới đâu rồi? Đầu óc con quăng đi đâu mất rồi? Chỉ hướng của con biến đâu mất hết rồi? Cha, Hài Nhi chỉ biết là cha là cha ruột của con, mẹ là mẹ ruột của con. Con chỉ muốn được hiếu kính với cha mẹ, để cha mẹ được ăn những món ngon mỗi ngày. Đây là tâm nguyện của con. Con lú lẫn rồi. Con Nam Nhi chí tại bốn phương, đại trưởng phu phải lấy thiên hạ làm chí hướng. Ai cần con ngu hiếu?
làm ta tức chết mà. Cha, Hài Nhi từ nhỏ tới lớn đã được cha mẹ chăm sóc cho từng miếng ăn từng giấc ngủ. Cha mẹ cũng ngày ngày mong cho Hài Nhi trưởng thành mà. Nhưng mà trưởng thành thì có ích gì? Hài Nhi càng trưởng thành thì càng cảm thấy phải rời xa căn nhà này. Tại sao vậy? Tại sao phải rời bỏ quê hương, bỏ nhà, bỏ cửa ra đi? Tại sao phải để cho công danh lợi lộc dây khốn? Tại sao quanh năm suốt tháng tới trước nhà nhưng không được vào, bỏ mặt song thân không lo chứ? Tại sao phải bôn ba để thành gia lập nghiệp, gánh trách nhiệm của thiên hạ? Cha họ thì sao? Mẹ họ thì sao? Cha mẹ của họ ngày nào cũng phải tựa cửa ngóng trông, mong sao cho con cái của mình sớm ngày trở về ăn bữa cơm chung với mình, cùng trò chuyện tâm sự với mình. Con thật là quá hồ đồ rồi. Cha nó à, ông nhìn đi, coi con nó ăn cái gì nè. Cái này Hài Nhi bất tài, tuy có hoài bão có chí hướng, nhưng mà hạnh phúc đang ở ngay trước mắt Hài Nhi. Tại sao Hài Nhi phải chối bỏ chứ? Con cái lớn ngày nào thì cha mẹ già ngày đó. Con cái thành công bước nào thì cha mẹ già bước đó. Không phải trong lòng Hài Nhi không có hoài bão, mà là Hài Nhi sợ chứng kiến cảnh cha mẹ ngày một già đi trước mắt Hài Nhi. Hài Nhi chỉ cố nắm bắt thời gian ở bên cha của Hài Nhi, ở bên mẹ của Hài Nhi, giữ lấy hạnh phúc của Hài Nhi, để Hài Nhi được tận hưởng niềm vui cả gia đình bên nhau, hưởng niềm vui cha mẹ con cái. Cha, mẹ, Hài Nhi không muốn rời xa cha mẹ đâu. Con thật là quá hồ đồ mà. Cha, sao con không chịu nói sớm chứ? Con trai ngoan của cha, con chính là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho cha. Con trai ngoan của cha. Con ơi, con cha. Bốn năm sau, cha mẹ Trọng Do bệnh nặng nên lần lượt qua đời. Trọng Do đau khổ vô cùng. Linh vị phụ thân Chu Công Mạnh Nghiêm, linh vị mẫu thân Chu Thị Như Ngọc. Năm 18 tuổi, Trọng Do gặp được Khổng Tử, trở thành một trong 72 đệ tử hiền tài của Khổng Tử. Suốt đời đi theo Khổng Tử, đánh xe cho Khổng Tử, bảo vệ Khổng Tử, đi theo Khổng Tử chu du các nước, sau đó tới Sở, được Sở Vương phong làm quan. Giá mà cha mẹ còn sống thì hay biết mấy. Hãy
Đế phủ. Khổng Tử bình luận về hiếu đạo của Trọng Do. Trọng Do phụng dưỡng cha mẹ, sống thì hiếu kính, chết thì thương nhớ. Gạo ngon dâng cha mẹ, vất vả vác trăm dặm. Con vinh hiển cha mẹ mất, thương cha mẹ đời cơ cực. Oh,
Love.